chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng tham quan lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam tại nhà văn hóa thanh niên vào ngày 30/3 đến ngày 22/4/2023. Và đây là lễ hội bánh mì Việt Nam. Xin mời tất cả quý vị cùng vào bên trong để chúng ta cùng tham quan lễ hội. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.